Trong ngày hoạt động thứ 42 17 tháng 11, IDF đã phát hiện thêm hệ thống đường hầm của Hamas, cũng như tiếp tục tịch thu kho vũ khí mà Hamas đã để lại, cung cấp dữ liệu cho phía tình báo Israel để hỗ trợ các hoạt động tiêu diệt đường hầm. Sau cuộc đột kích gây nhiều tranh cãi vào bệnh viện Al-Shifa vào ngày thứ 40, 15 tháng 11, IDF đã công bố những bằng chứng mới nhất cho việc Hamas cố tình sử dụng bệnh viện làm trụ sở khủng bố, thông qua đoạn ghi hình của phát ngôn viên Jonathan Conricus. Theo đó chứng minh rằng Hamas mới chính là những kẻ đã phạm tội ác chiến tranh nặng nề mà phía tòa án hình sự quốc tế đang muốn gán ghép cho Israel. Quân đội Israel cho biết IDF đang tăng cường các hoạt động điều tra tại bệnh viện này, cũng như cố gắng tìm kiếm manh mối về con tin trong các thiết bị khủng bố mà Hamas đã để lại. Phát ngôn viên IDF là chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng chia sẻ rằng IDF đã khai quật được cơ sở hạ tầng ngầm của Hamas trong các hoạt động mới nhất, đồng thời phát hiện thêm manh mối về các con tin đang bị giam giữ. Trong lúc tiến hành điều tra truy dấu con tin của IDF vẫn còn tiếp diễn, thì phía các chiến binh Hamas thuộc lữ đoàn Al-Qassam đã thông báo rằng các con tin đã được Hamas chuyển đến các trung tâm chăm sóc giấu tên do tình trạng nguy cấp. Hiện tại thông báo này vẫn chưa được kiểm chứng. Cũng trong ngày thứ Sáu, 17 tháng 11, IDF cho biết đã tìm thấy hàng loạt đạn dược, bom cối cùng vũ khí các loại bên trong một trường mẫu giáo. Đây là phát hiện của lữ đoàn Bishlamat của IDF ở phía bắc Gaza. Lữ đoàn Golani của IDF vào đồng thời điểm cũng đã đột kích vào trường tiểu học Al-Karmel và tìm thấy thêm nhiều vũ khí do Hamas cất giấu. Theo đó, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Hamas cùng các đồng minh khủng bố như lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Palestine đều cố tình sử dụng thường dân, đặc biệt là trẻ em, để làm lá chắn sống, giúp các nhóm này thực hiện các chiến dịch quân sự bên trong Gaza, như vận chuyển vũ khí, cũng như đặt bẫy mìn, gây khó khăn cho quá trình chiến đấu của IDF.